Chào mọi người, hôm nay mình sẽ cùng nấu một món rất là đặc trưng của Tết cổ truyền, đó là món xôi gấc nhé. Cho công thức này thì mình dùng 2 cup, tức là vào khoảng 500g gạo nếp, sau đó ngâm trong nước lạnh khoảng 3 đến 4 giờ. Các bạn cũng có thể ngâm gạo từ đêm ngày hôm trước để sáng hôm sau nấu thì sẽ tiết kiệm được thời gian. Quả gấc thì có thể mua tươi hay đông lạnh đều được. Ngoài ra thì có một lựa chọn đơn giản nữa là thịt gấc lọc sẵn đông lạnh như thế này. Nhưng mình thấy thường thì xôi nấu với gấc quả sẽ thơm hơn so với cả thịt gấc đông lạnh. Bây giờ thì mình sẽ bổ gấc và tiến hành các bước tiếp theo nhé. Nếu là quả gấc đông lạnh thì các bạn nhớ để rã đá từ đêm hôm trước thì thịt gấc sẽ mềm và dễ dàng xử lý hơn. Phần mình cần lấy để đổ xôi chính là phần thịt gấc màu đỏ và mình sẽ cần phải lọc vỏ hạt cũng như màng của hạt gấc. Các bạn có thể dùng thìa nghiền qua thịt gấc, sau đó thì đổ thêm chút nước để pha loãng bớt. Bằng cách này thì mình sẽ dễ dàng dùng dây để lọc thịt gấc hơn. Bây giờ mình sẽ đổ vào dây để lọc thịt gấc cho mịn nhé. Và đây là thành phẩm thịt gấc của mình khi đã lọc xong, siêu mịn và màu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ để sang một bên và chuẩn bị gạo nhé. Gạo sau khi đã ngâm được từ 3 đến 4 giờ thì mình sẽ vo sạch để ráo nước và đổ ra một cái tô lớn. Sau đó thêm nửa cà phê muối, 2 thìa ăn nước cốt dừa. Bước này không bắt buộc nhưng có thì xôi sẽ thơm và mềm hơn. Sau đó mình sẽ cho thịt gấc vào trộn cùng với 2 thìa ăn đường nữa. Lượng thịt gấc có thể được điều chỉnh tùy theo độ đậm màu mà bạn muốn có. Đường cũng vậy, ở đây mình dùng 2 thìa ăn thì xôi sẽ ngọt nhẹ, rất là dễ chịu. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thêm đường hay thịt gấc nếu muốn xôi đậm màu và ngọt hơn nữa. Bây giờ mình sẽ trộn đều gạo với các nguyên liệu vừa rồi. Và mình quyết định thêm một chút thịt gấc nữa để xôi có màu đỏ đậm hơn. Cho công thức này thì thường mình sẽ dùng vào khoảng 2/3 lượng thịt gấc thu được từ một quả gấc cỡ trung bình. Sau khi gạo đã được trộn đều cùng các nguyên liệu thì mình sẽ cùng cho vào nồi hấp nhé. Mình sẽ đun sôi nước và để bếp ở nhiệt độ trung bình, sau đó cho gạo vào nồi hấp. Và cứ sau khoảng 10 phút thì mình sẽ đảo xôi một lần để hơi nước lên và giúp xôi chín đều hơn. Bạn cũng có thể nấu xôi sử dụng nồi cơm điện bằng cách ngâm gạo qua đêm và cho nước xâm xất bề mặt gạo lúc nấu. Thường thì xôi nấu bằng nồi hấp sẽ tơi hơn so với xôi nấu bằng nồi cơm điện. Xôi hấp sau khoảng 30 phút là đạt độ chín mềm và có thể thưởng thức hay để bày cùng mâm cơm Tết được rồi. Nếu bạn muốn đĩa xôi trông đẹp mắt hơn thì có thể cho vào khuôn tạo hình như thế này. Và nhớ cho vào từ lúc xôi còn đang nóng thì xôi sẽ dễ theo khuôn hơn nhé. Vậy là mình đã có một đĩa xôi đẹp mắt và rất hấp dẫn rồi. Chúc các bạn thành công và đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình nhé. Tạm biệt các bạn.